Hello, xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Gâu Việt Họ Sula. Kênh này do Gâu do Họ Sula quản lý và kênh ghi lại những cái chặng đường mình đi qua hiện tại hàng ngày và với những cái nhịp sống của Sài Gòn cũng như các tỉnh thành khác. Nếu như mình có dịp đi ngang qua, mình sẽ ghi hình lại. Nếu mà cái gì đó, cái tư liệu của mình là cho xã hội, ai cần xài tới những cái hình ảnh có chất lượng, nói về con đường, nói về cái gì đó, nhịp sống ở những địa điểm mình đi qua. Rất xin lỗi là vì mình quay Osmo chắc cảnh với chất lượng 4K 50 frame cho nên mỗi clip chỉ có được 5 phút 7 thôi. Còn và 5 phút 7 nó sẽ lưu thành một shot hình. Và mình không muốn cho vào trong máy can thiệp nữa và vì không có giờ và xuất file nó vô cùng lâu cho nên để ghi hình được nhiều hơn và đăng lên cho mọi người có thể sử dụng và xài thì mình đã chọn cách là quay xong là về up luôn ở khu vực này. Chúng ta đang đi tới đường Phan Huy X rồi, ngay ngã tư Quang Trung và Phan, ngay cái ngã tư là cắt chéo giữa Quang Trung và Phan Huy X. Ở đây nó một cái vườn cây cây hoa rất nhiều này, hoa hồng cũng như các cái loại hoa ở đây rất là từ đây đều chuyển đi các đầu mối khác nhiều hoa đó. Đang trên đường Phan Huy X. Ngay nơi cái đoạn đầu đường từ Quang Trung ngoẹo vô Phan Huy X á, đúng rồi. Từ đoạn đầu đường Quang Trung ngoẹo vô Phan Huy X là cái nơi vừa hoa rất nhiều đây. Bây giờ bên phải này. Đó, họ buôn bán hoa rất nhiều. Đây cái ớt cây có các chậu đựng hoa này rất nhiều, cái này bán cho những người đi bánh lẻ, ở đây là xì bán cho những người đi bánh lẻ. Cái phân này đất cũng rất nhiều rồi, có những người đi bánh lẻ đem đi khắp Sài Gòn từ khu vực này. Đây là ngồi nhìn cho một người bạn quá. Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Gâu Việt Họ Sula. Các bạn đang theo dõi thì nếu như mà lỡ may và cái gì các bạn mà xem được clip này thì thấy hay thì cho một like nhé, cho một like và một cái đăng ký subscribe cho kênh Gâu Việt Họ Sula.
hiện bây giờ chúng ta đang mình đi trên đường Phan Huy Ích hướng từ đường Quang Trung ra